ngày đêm em luôn mơ về nơi Nam Bộ. Chỉ có em cất lên về một nơi bình yên biển sông cát vàng. Chỉ có anh bên em ngoài kia đêm giá lạnh, đừng đợi thêm hiếm quạnh, một mình em vẫn buồn đời tình yêu xanh thẳm. Ngoài kia đầy giông bão, chẳng một ngày mình đi, một mình em đi qua bao nhiêu tháng năm. Ngày đêm em luôn mơ về nơi Nam Bộ, chỉ có anh cần bên khó khăn. Về một ngày bình yên biển xanh cát vàng, chỉ có anh bên em. Na 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 na. Chỉ muốn anh bên em thật gần. Bye, anh sẽ đợi em ở đây. Chờ đợi nhiều ngày tới. Sẽ có chút đi sắp chứ. Dạ vâng ạ. Con gái ơi, Tùng ơi, nhà cha đến giờ đi con. Tùng ơi. Con. Tùng ơi. Tùng ơi. Ủa, chị Siên, nhà mình đi đâu hết trơn rồi mà vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy? À, nhà mình đi đám cưới hết rồi cô. Hả? Thiệt hả? Đi hết cả nhà luôn? Ừ, thiệt mà. À, cảm ơn chị.
Cơ hội của mình đến rồi. Anh thay đồ đi, em kêu gì xấu nấu gì cho anh ăn nha. Tiếp tục thì là vô duyên. Còn kịp chỉ còn mình đàn thôi con ạ. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, nó lấy cái dòng của con, xong rồi nó giấu vô. Nó giấu vô đó. Con ơi, nó lấy đồ của con kìa. Nó nuốt không nổi bởi vì định trả lại chủ cũ đó mà. Thật chúa trả. Nè con, sao con lại làm như vậy? Đó, em thấy chưa? Bữa nay bắt tận tay rồi đó. Đi. Cô đúng là loại người vô liêm sỉ. Và tụi nó mở vòng tay đón nhận cô. Bây giờ trả ơn một cách này hả? Tôi không có. Rõ ràng là tôi không có mà. Lúc nãy không có cái gì mà không có. Đã bắt tận tay dây tận mặt như vậy rồi. Thật là trơn trẻn quá mất. Xấu xa. Xấu xa hả? Cô đang nói ai vậy? Cô mới là người dối trá. Vậy bước nào cũng mở miệng xưng xưng chị em đồ giả tạo. Hay là tại vì cô thấy ba tôi chuẩn bị đi báo công an, sợ có tật rụt rịch mà. Cô im nghe chưa? Cô Sen, cô xinh đẹp như vậy mà ăn cắp đồ của người khác là sao hả? Má, má tình con đi má. Thật sự con không có ăn cắp đồ mà. Con không biết gì hết. Nếu con không ăn cắp, con lẻn vào phòng riêng người khác làm gì? Trong lúc người ta không có trong phòng. Tôi đã vô phòng một cách tùy tiện như vậy, đó là không có ra cái gì rồi. Mày im nghe chưa? Đây, mày xạo vừa vừa thôi nha. Nói đây là mày lấy cái dầu mày để đây rồi mày vô quay cho tao mà. Vậy mà còn mày là sư chị em với tao nữa. Kìa anh, xúc phạm đến con gái tôi. Chắc tôi là loại người không nên đi. Chính tao, chính tao mới là loại người không ra gì. Còn đến một ngày nào đó, ông sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của nó. Tới lúc đó, ông có tát nó như tát tôi không? Thôi, nào nha. Cô ăn cắp, người ta bắt được quả tang. Và cô còn chơi chén, tôi thấy tức là sao hả? Ôi, tôi mà. Ngồi xuống. Má. Các người hãy nhớ đó. Các người hãy nhớ ngày hôm nay nha. Tôi sẽ không nói thêm điều gì nữa hết. Mọi người thấy chưa? Đúng là loại người không nên gì. Thôi mà, tôi xin các người đừng nói chuyện này nữa được không? Chị à, tại sao chị tốt bụng quá vậy hả chị? Rõ ràng là nó ăn cắp đồ của con bé. Anh chị không có được dung dưỡng nào ở trong nhà nữa, sẽ có ngày mình mang họa cho cái gia đình này. Anh nhà mình, anh phải đuổi cổ nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt anh ạ. Chị nói đúng, con nhỏ phải ra khỏi nhà này thôi.
Tôi không thể chấp nhận một đứa như vậy hiện diện trong nhà tôi. Không không, bây giờ nó ra ngoài nó sống làm sao được hả anh? Chuyện đó không hay của anh và em. Anh sẽ nói kìa em. Kỳ Nam phải lo liệu chuyện này. Con cầm lấy. Bây giờ tất cả là do anh quyết định đó. Em không còn đủ can đảm để kết hôn thêm một nữa nè. Nhưng em muốn mất anh. Đối với anh, việc kết hôn hay không không quan trọng. Chủ yếu là tình yêu của đôi ta. Thực khi em nghĩ sao em liều lĩnh như vậy cơ chứ. Em dám làm một cái việc thầy trời như vậy. Thôi, mọi chuyện thì đã qua rồi. Em đừng có suy nghĩ nữa. Em có dây dứt thì cũng chẳng làm được gì nữa đâu. Thật sự em đã từng muốn quên anh. Em muốn quên đi anh. Em biết nếu em làm như vậy ba mẹ em đau buồn lắm chứ. Em đang làm cái việc gì hả anh? Em đang làm cái việc ngu ngốc gì đây hả anh? Mọi chuyện đã qua hết rồi. Thời gian sẽ làm lu mờ đi tất cả. Em đừng có lo lắng nhiều quá. Trời ơi. Mà ông biết trước, sao không nói cho tôi? Tôi rất xin lỗi ông. Nhưng thật sự lúc đó tôi không biết rõ lắm về mối quan hệ này. Còn nữa tôi cũng không thể nào nghĩ là Tuyết Tùng nó lại hành động một cách hồ đồ đến như vậy. Tôi nghĩ làm thế nào bây giờ? Chết chết cuộc đời. Bình tĩnh đồng giản. Anh yêu em. Tôi ra bên đây. Cậu đang ở đâu? Dạ, cháu đang đi với một người bạn. Tôi muốn gặp cậu có được không? Nhưng mà có chuyện gì gấp không chú? Thì chuyện của con Sen thôi. Dạ vâng. Ông Minh đang chờ cậu trong phòng làm việc. Mời cậu vô. Dạ vâng. Dạ chào chú ạ. Chào cậu. Mời cậu ngồi. Hôm nay tôi mời cậu đến đây là vì mới xảy ra những chuyện làm cho tôi mệt mỏi quá. Sao? Bông Xe lại gây ra chuyện gì ạ? Rất là nhiều chuyện. Nói chung là tôi không muốn để nó ở trong nhà này nữa. Đơn giản vậy thôi. Chú có thể nói rõ hơn được không? Nó nói dối. Nó đi chơi không xin phép ai. Nó dẫn trai về nhà. Và hàng đêm lên cơn động kinh la hét ung sùm không ai ngủ được. Nó dẫn chó về nhà nuôi. Nó làm đổ dở đồ. Và quan trọng nhất, nó ăn cắp đồ của nhà này. Sao ạ? Bông Sen ăn cắp á? Đúng. Nó đã lấy tiền trong bóp của tôi. Và lấy cả tiền trong tủ của tôi nữa. Chào cậu. Dạ chào cô ạ. Em chào anh. Và điều quan trọng nhất, nó ăn cắp chiếc vòng đeo tay của con Quân. Nhưng chú có chắc chắn với chuyện này không ạ? Con Quân bắt quả ta. Không tin cậu hỏi nó xem. Con Quân bắt tặng tay khi nó đem trả. Sau khi nó hăm dọa lại cho mời công an tới. Thực sự cháu vẫn không thể nào hình dung được Bông Sen lại là người như vậy. Xin lỗi, nhưng em muốn nói với anh là em không bao giờ nói dối hết. À không, ý anh không phải như vậy. Nhưng thực sự cháu vẫn không thể tin được những chuyện đấy đã xảy ra. Cậu thì không thể tin, nhưng tôi thì không. Cậu nhớ đi, không phải là trước thì cậu đã nhờ tôi đến công an để bảo lãnh cô ta ra, tội ăn trộm sao? Dạ, bây giờ cháu có thể gặp Bông Sen được không? Tôi nghĩ là không cần thiết đâu. Cậu cứ đưa nó ra khỏi nhà này là được rồi. Anh à,
Thôi bây giờ mình cứ để cho cậu Nam nói chuyện với con bé trước coi sao. Thế bông sen đang ở đâu hả cô? Đang ở trên phòng. Đi, cô đưa con đi. Mẹ lúc nào cũng binh cho nó hết. Con yên tâm đi. Sau những gì xảy ra, ba sẽ làm tới nơi tới chốn, ba không để yên đâu. Ba, mà con lo quá à. Nếu con sen nó ra khỏi nhà mình là nó sẽ qua nhà anh Nam ở hả ba? Đó là chuyện của Kỳ Nam, ba không quan tâm. Cô cũng không nghĩ là con bé nó làm như vậy, nhưng mà chứng cứ thì đã quá rõ ràng rồi. Đó, phòng con bé kìa, con vô đi. Vâng, cảm ơn cô ạ. Con súng ơi, tao không còn muốn ở trong cái nhà này nữa. Bông Sen, anh Kỳ Nam đây. Anh Kỳ Nam, anh ơi. Anh ơi, em không muốn ở đây nữa đâu. Anh đưa em đi đi, em đang nỉ anh. Anh đưa em đi đi, em không muốn ở đây nữa đâu. Nào, bình tĩnh nào. Nào, em không muốn ở đây nữa đâu. Có anh ở đây rồi nhá. Bông Sen, em đừng khóc nữa. Bây giờ em phải thật sự bình tĩnh và kể cho anh nghe hết mọi chuyện đi. Tin em, tin họ. Tất nhiên là anh sẽ tin em chứ. Nhưng bây giờ em phải trả lời anh một số câu hỏi. Em có trộn tiền không? Không, không bao giờ. Thế tại sao chú Minh lại nói em ăn cắp tiền ở trong ví và ở trong tủ của chú ấy? Nói láo, rõ ràng là có ai đó lấy. Nó đổ tội cho em. Ai lấy? Kim Quân của anh đó. Thế còn chiếc vòng tay thì sao? Em không biết, em không có lấy. Thế tại sao Kim Quân lại nói là cô ấy bắt quả tang, em đang ở trong phòng cô ấy cơ mà? Không có. Bông Sen ạ, bây giờ em phải nói thật hết với anh. Anh xin em đấy. Anh Nam, anh có tin em không? Nếu anh không tin em xin thề với anh. Em thề có bà hai, có bông súng, có tất cả những điều anh muốn. Em không hề lấy bất cứ cái gì ở cái nhà này hết. Anh phải tin em, anh Nam. Thế tại sao em không nói tất cả những điều này cho cô chú ấy biết? Nói, làm sao mà nói được. Có ai cái nhà này cho em nói bất cứ cái gì đâu. Không ai chịu tin em hết, anh hiểu không? Ngồi đây đi con. Bông Sen cam đoan là cô ấy không ăn cắp tiền và chiếc vòng đấy ạ. Sao? Cậu tin lời con bé đó à? Cháu nghĩ là cô ấy rất trung thực. Nếu mà anh nói như vậy thì khác nào anh nói là em bịa chuyện. Anh không nghĩ như vậy. Nhưng cái anh không hiểu là chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi không hiểu. Tại sao cậu đứng ra bảo vệ con bé? Hay là có lý do đặc biệt nào đó chăng? Dạ chẳng có lý do nào hết ạ. Cháu làm nghề nghiên cứu về tâm lý. Nghề nghiệp mách bảo rằng cô ấy vô tội. Kỳ Nam, tôi bắt đầu nghi ngờ về tay nghề của cậu rồi đó. Thôi được, cậu muốn suy đoán như thế nào tùy cậu. Tôi xin lỗi. Kể từ giờ phút này, tôi không muốn nhìn thấy con bé ở trong nhà tôi nữa. Đơn giản vậy thôi. Anh, coi như không còn vấn đề gì tranh luận nữa. Thế ý kiến của cô thế nào? Cô ta chỉ có hai con đường thôi. Một là vào tù, hay là ra đường ở. Dạ, thưa cô chú, Bông Sen sẽ không vào tù, cũng như không ra đường ở. Cô sẽ về nhà cháu. Chào em là Đồng Thảo. Em ở trong công ty của Cao Đình ạ. Nhưng mà cái Cao Đình ở đâu? Dạ, anh Cao Đình đang làm việc chứng trinh. Thế còn dạ đang ở tiếp tục. Anh nhờ đăng tin mẹ nghe đây, thầy đâu? Chị tục tung thì anh nghe mọi người nói là chị mời mẹ chồng. Nhưng mà em không được quay để dùng tiền, nên em cũng không biết. Dạ. Bây giờ anh rất cần gặp nhà đăng. Em có thể chỉ cho anh nhà đăng ở đâu? Anh nhờ đăng tin mẹ ở nơi này để tới khác. Không có cổ định được một chỗ, phải lo anh lại có cơ nha.
Sao? Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Khi cậu quyết định cho cô ta quay trở lại nhà cậu ở, cậu có chừng nữa. Tôi thấy cậu hơi mất tỉnh táo. Nhưng cháu đã cam kết sẽ giúp đỡ Bông Sen. Giờ cháu không đành lòng nhìn cô ấy quay trở lại cuộc sống ở đường phố. Có thể chú không tin, nhưng cháu tin cô ấy sẽ thay đổi. Cậu thấy đó, khi tôi chấp nhận cho cô ta vô nhà tôi ở, lúc đó tôi đã bỏ nguyên tắc của bản thân, tạo nhiều điều kiện cho cô ta thay đổi. Nhưng rất tiếc, kết quả là như vậy đó. Vậy cháu sẽ học theo chú, sẽ cho Bông Sen một cơ hội nữa. Anh ơi, anh suy nghĩ lại đi. Con Sen nó sẽ mang cho anh nhiều rắc rối lắm. Anh thấy ba em không? Ba em cũng mang nó về nhà rồi, cũng đâu có thay đổi được cái gì đâu. Rồi để cậu sẽ hối tiếc. Cô ta có thiên hướng phạm tội từ trong báo. Mà cậu có biết cha mẹ cô ta là ai không? Có thể họ là tầng lớp hạ lưu trong xã hội. Tôi nghĩ cậu là người hiểu hơn ai hết điều quan trọng của nhân tố di truyền trong ứng xử của con người. Những điều chú nói không phải là không có căn cứ. Nhưng cháu đã quyết định rồi. Cháu sẽ đưa Bông Sen về nhà. Cháu xin được cảm ơn gia đình vì đã cho cô ấy lưu lại ở đây một thời gian. Và cũng xin được thay mặt Bông Sen xin lỗi vì những gì cô ấy đã gây ra. Dạ, Bông Sen ra rồi. Xin phép chú, cháu đưa cô ấy về đây ạ. À, xin lỗi cậu, chờ chú một lát. Chị à, dạ xin phép anh. Chắc có lẽ là mình lên cho người kiểm tra túi sách. Em sợ lỡ nó lấy một vài đồ quý giá của nhà mình. Gì? Con biết không ai trong gia đình này tin tưởng ở con hết. Nhưng con xin thề, chưa bao giờ con lấy bất cứ món đồ nào trong nhà này. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, những kẻ dối trá sẽ lộ mặt ngay thôi. Còn gì á, gì cũng nên nhớ rằng thân phận gì cũng là kẻ ở nhờ. Đừng có lúc nào cũng xí vô chuyện người khác. Này, đừng có hỗn láo. Cô dám anh nói với tôi như vậy đấy hả? Thôi. Đưa đây cho anh. Túi sách đây. Dì kiểm tra đi nếu muốn. Không, không cần phải vậy đâu. Tôi xin cậu mà, đừng có làm như vậy. Cậu nghe tôi nói đây. Nếu cậu đã quyết định đưa con Sen về nhà cậu ở thì cậu cứ đi đi. Còn những chuyện nhỏ nhặt tôi sẽ bỏ qua. Chẳng qua mỗi người có những bức xúc riêng mà thôi, không cần kiểm tra đâu. Xin cảm ơn chú, cháu xin phép cháu về đấy. Con đi đi. Bác tin là con sẽ về đâu, con sẽ tốt hơn. Bác cũng nhớ con nhiều lắm. Đi đi con. Đi đi. Thôi mẹ em. Em không thể chịu được. Con bé nó đi em buồn quá. Em buồn quá. Thôi tính đi. Anh ơi,
Hình như bà Cẩm Lệ không thích bông súng phải không? Mẹ vợ anh là một người rất khó tính, nói chung là bà chả thích ai hết cả. Trời đất ơi, vậy lỡ bà đuổi bông súng ra khỏi nhà là sao? Trời đất, cái con danh này, mày làm gì ở đây thế? Mẹ, bông sen không thể nào ở nhà chú Gia Minh được nữa, nên con đã đưa cô về đây. Có thế nào thì mới bị đuổi chứ. Người ta đã không chớ chấp nó, mà anh còn rước nó về đây làm gì? Mẹ, ở bên nhà chú Gia Minh có rất nhiều chuyện rất phức tạp. Chính vì vậy, từ bây giờ bông sen sẽ ở với chúng ta. Không, không bao giờ tôi chấp nhận chuyện đó cả. Mẹ, đó chính là quyết định của con đấy. Anh làm vậy thì hoặc là nó ra đi, hoặc là tôi ra đi. Tôi với nó không thể sống chung một mái nhà được. Mẹ đừng làm khó con như vậy được không? Anh nói vậy tức là anh muốn tôi ra đi có phải không? Mẹ, con không muốn bông sen quay trở lại với cái môi trường trước kia cô đã từng ở. Hơn nữa, ở trong dự án giúp đỡ thanh thiếu niên của con có bông sen, con không thể nào rũ bỏ trách nhiệm của con được. Anh tốt quá nhỉ. Vậy là nói đi nói lại, anh vẫn rất quyết giữ cái con hỗn láo này ở trong nhà này. Nè, bà vừa vừa thôi nha, sao lúc... Em... Mẹ, con không muốn mẹ căng thẳng như vậy. Đây cũng là một chuyện nhỏ thôi. Chúng ta không nên căng thẳng với nhau như thế. Alo. Diễm à? Mẹ Yến đây. Mẹ hả? Con nghe tiếng là biết mẹ liền nha. Có ngoại ở đó không con? Mẹ muốn nói chuyện với ngoại. Ngoại không có ở đây. Mọi người đi đâu hết trơn rồi. Thôi được, anh đã nói vậy thì tôi cũng không nói nữa. Coi như tôi nhường anh một bước. Vâng, con xin cảm ơn mẹ. Nhưng tôi có một điều kiện. Là điều kiện gì ạ? Con danh này muốn ở đây thì phải làm việc. Và con nghĩ là được, bởi vì bông sen vốn dĩ cũng là người rất là siêng năng, có phải không em? Gì chứ hả, con làm việc là chuyện nhỏ, con không làm con còn thấy khó chịu hơn á. Nhưng mà ngoài việc làm việc ra, em vẫn phải đi học, như thế có đúng không hả mẹ? Tôi không quan tâm tới chuyện đó, tôi chỉ quan tâm tới một việc, nếu nó muốn ở đây, nó phải làm việc. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, em sẽ ở đây và em làm bất cứ gì cũng được hết. Thế mẹ có còn muốn nói điều gì nữa không? Có. Còn một chuyện nữa. Cái con chó hôi hám này không được ở trong nhà. Nó phải ở ngoài vườn. Súng ơi, giờ từ nay mày phải ở ngoài vườn rồi. Có người cho mày vô nhà. Nhưng mà ở ngoài này làm gì có chỗ nào cho nó ở. Thôi, em cứ mang nó vào trong nhà, nhưng mà đừng để nó chạy ra ngoài là được. Nhá. Vậy lúc khác mẹ sẽ gọi lại. Nhím nghe mẹ nói nè, mấy hôm nữa mẹ sẽ về với con. Con nói như vậy với ngoại cho mẹ nhé. Dạ. Nhưng mà con chỉ nói với ngoại thôi nhé, đừng nói với ai hết. Hãy coi như đây là một bí mật của con với mẹ, được không? Dạ. Ủa, mà chừng nào mẹ về? Nhím ngoan, mấy bữa nữa mẹ sẽ về với con, được không? Dạ. Thôi bây giờ mẹ cúp máy nhé. Bye bye Nhím. Bé Nhím, đi từ từ đừng có chạy té nghe con. Dạ. Rồi đi từ từ thôi. Dạ. Ủa, chị Tám. Ý, bông sen. Chị Tám. Khỏe không? Dạ khỏe. Tối không hay con tới chơi. Con có tới chơi, con nhận tới ở luôn. Thiệt không? Dạ thế. Đúng thế dì Tám ạ. Bông sen sẽ về đây ở. Bây giờ dì mang cho tôi cái này lên trên phòng. Dạ dạ. Cái phòng cũ hả cậu ha? Vẫn phòng cũ. Dạ ấy. Dạ. Này bông sen này, bây giờ em ở đây nhá. Anh phải có việc, anh quay lại phòng mạch một chút nhá. Như vậy là nó sẽ được ở cạnh anh Nam hả? Mất Kỳ Nam còn hơn chúng ta mất cả cái gia tài này. Mẹ kiếp, nó đã đạt được tất cả những gì nó muốn rồi, con nghiệt nó, con nghiệt nó.
Cậu tới đây có chuyện gì không? Bác cho hỏi có xe nhà không bác? Kỳ Nam đưa cô ta đi rồi. Đi về nhà Kỳ Nam hả bác? Tôi không biết, chuyện này không có liên quan tới tôi. Ôi, nhưng mà con... Nhưng gì cái gì? Tôi không còn gì để nói với cậu hết á. Người đâu khó chịu, nói mấy câu cũng nạt nộ. Cậu nói cái gì? Nhà bác say ngộ quá. Em sao vậy? Em khóc à? Em không thấy hạnh phúc thì ở bên anh sao? Không, không phải. Em rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì những quyết định đúng đắn của mình. Nhưng mà em cũng buồn lắm. Vì em đã làm cho ba mẹ em rất là buồn vì em. Anh hiểu sự dằn vặt của em, nhưng em đã lựa chọn. Và bây giờ có đau khổ thì cũng có làm được gì. Anh tin rồi ba mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho em. Em cũng nhận làm cho ba mẹ thất vọng về em. Mà em còn, em đã làm cho... Đã sao? Em đã làm cho anh Huỳnh Đàn đau khổ. Em rất yêu anh, nhưng em rất tôn trọng anh Huỳnh Đàn. Anh ấy rất tốt với em. Anh hiểu. Giá như em từ chối anh ta từ đầu thì bây giờ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Chắc để một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn đã. Em sẽ về xin lỗi bố mẹ, cả cả Đàm nữa. Ừ. Cần có thời gian. Xin lỗi bố mẹ. Em sẽ xin bố mẹ cho tụi mình là đám cưới nha. Em đừng có kỳ vọng quá nhiều vào chuyện đó. Ba mẹ em không có thích anh được. Vì anh không thể nào mang lại cho em những điều mà họ mong muốn. Cho dù ba mẹ em không thích, em sẽ đám cưới với anh. Tụi mình sẽ làm đám cưới chỉ có hai đứa mình thôi nha. Có thể là em cho rằng anh không, nhưng mà anh lại thích điều đó. Đám cưới chỉ có hai người. Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi không nghĩ hôm nay anh lại đi làm. Thì đúng ra là hôm nay tôi đi hưởng tuần trăng mật đấy. Nhưng mà sau mọi chuyện đã xảy ra, có lẽ chỉ có tập trung ở bệnh nhân thôi, tôi mới có quên hết mọi thứ. À, mà tôi phát hiện ra địa chỉ nhà của cái thằng khốn mà Tuyết Tùng bỏ tôi theo hắn rồi đấy. Thế bây giờ anh nghĩ sao? Tôi cũng chả biết làm sao nữa. Có phải anh nghĩ là Tùng đang ở với anh ta đúng không? Chắc thế. Mà tôi có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Bông Sen lại quay trở về nhà tôi ở rồi. Cái gì? Tôi không hiểu. Ông đang muốn tránh xa cô ta cơ mà. Mang cô ta về nhà làm gì? Tôi cũng không biết được. Nhưng khi tôi nhìn thấy Bông Sen bị nhà chú Giang Minh đuổi ra một cách nhục nhã như vậy, tôi không thể nào kìm lòng được. Tôi đã đưa cô ấy về đây. Thế nhưng tôi hơi bị điên hay sao? Không phải điên. Ông quá điên. Tôi không hiểu nhỉ, tại sao ông cứ thích dây rắc rối thế? Cứ muốn chui vào trong mối bùi nhùi ở đứng rồi đứng ở đấy mà la hét, bó tay. Tôi cũng chẳng biết được. Nhưng hình như cô ấy là số phận của tôi. Cô ấy là định mệnh của tôi không ạ? Alo,
Vâng, em Hương đây ạ. Em cũng có nghe Sen nói rồi, nhưng mà tiếc quá em không đi được. Dạ, em cũng hơi bận học. Dạ vâng, thế hẹn gặp anh dịp khác nhá. Anh nói chuyện với Sen này. Alo, em nè. Dạ. Ừ, chị Trầm Hương không đi được, mà em đi được á. Chắc chắn mà. Ok, vậy nha, bye bye anh. Bông Sen. Gì? Em đi đâu đây? Em đi dự tiệc. Sao? Sao lại đi dự tiệc? Ừ. Anh vô duyên quá. Anh không nghe em nói hả? Dự tiệc là dự tiệc chứ sao? Còn anh đi đâu đây? Anh đi gặp bạn gái anh phải không? Anh phải đi gặp Kim Quân. Biết ngay mà. Này, em có thể nói cho anh biết là em đi dự tiệc ở đâu không? Thì em đi dự tiệc với đám bạn của em nhà anh Phong Lữ. Sao? Em đi nè. Đây. Em đứng lại đã. Em nghĩ là anh sẽ cho em đi à? Em quay lên trên phòng đi. Nè, anh nghe ngược vừa vừa thôi nha. Anh không muốn em đi, vậy từ đây về sau anh cũng được đi đâu hết trơn. Không được, anh khác em. Không được là sao? Khác là sao? Không có gì khác hết á. Vô lý, tự nhiên một người hả? Quá trời quyền luôn. Người không có quyền gì hết trơn á. Vậy là không có công bằng. Vậy gọi là lạm dụng quyền lực. Này, em đừng có ăn nói kiểu quá quắt như thế. Hôm qua em còn nói với anh là em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh. Mà hôm nay tại sao em lại nói với anh bằng cái giọng đấy? Hả? Ừ, thì bây giờ không á. Sao? Tại sao không? Thì tại vì... em phải trở về với chính em chứ. Không thể nào mà có chuyện người lúc nào cũng sai khiến đủ điều, ra lệnh đủ điều hết. Còn một đứa hả, lúc nào cũng phải răm rắp nghe theo. Vô lý. Thôi. Chúng ta sẽ dừng câu chuyện này ở đây. Lúc khác chúng ta sẽ nói tiếp. Bây giờ anh không thể nào nói chuyện với em được nữa. Anh phải đi. Nè. Anh sợ cô bồ xấu xa của anh chờ phải không? Đồ ích kỷ, đồ xấu bụng, đồ xấu tính, xấu nó, xấu tùm lum hết. Cái gì cũng xấu hết. Này, anh không sợ ai phải chờ hết. Vấn đề anh là người tôn trọng giờ giấc, vậy thôi. Em hãy bình tĩnh lại đi, đừng có gào lên như thế. Ừ, không gào thì không gào. Đi đi, anh đi lo chuyện của anh đi. Đi luôn đi nha. Này mà anh cảnh báo em nhé, em không được đi đâu đấy. Mơ đi, anh đi được thì tôi cũng đi được vậy. Còn làm gì tôi? Vô duyên. Bực mình. Sen, đi. Chị sẽ đi với em. Hả? Chị đi với em hả? Chị không sợ anh Nam La hả? Không sao đâu. Có chị đi cùng ấy không la em đâu. Đi. Mình đi nhanh không bắt cầm lệ nhìn thấy thì phiền lắm. Em mà chị ơi. Đợi xíu đi. Anh Nam anh ra khỏi cổng anh đi rồi mình đi. Đi rồi. Chị vừa nhìn thấy rồi. Đi. Bye hai em. Chị Hương. Vô đây có bức tranh anh Lữ vẽ tặng em nè. Giống không? Ừ. Nhìn giống em đẹp không? Bông Sen lại lâu được đẹp này đâu ta. Bông Sen. Hình như em mới được ra trại. Nè, anh vô duyên vừa vừa nha. Tối tù nào mà ra trại. Thì cũng đại loại như vậy. Có một lão già khóa chặt em trong phòng. Rồi bây giờ lại có một người quản lý và giám sát em rất chặt chẽ, có đúng không? Anh mời mấy cái tin đó đâu ra vậy? Từ thông tấn xã vỉa hè. Thôi cậu đến, để cho người ta đi nữa. Kỳ Nam tới rồi kìa. Đấy, thiêng thật. Vừa nhắc tới tên cai ngục, hắn đã tới rồi đấy. Anh Hương, ai cho phép em đi đến đây, hả? Đi về. Nè, anh mặc kệ người ta đi. Anh làm gì lôi kéo đây vậy? Cả cô nữa. Tại sao cô mang Trầm Hương đến đây? Đi về nhanh lên. Người ta không phải người xấu mà anh cấm em ra du. Về nhà nói chuyện, nhanh lên, về. Là mày không tôn trọng em. Không vậy. Hương. Hương, em nghe anh nói đã. Anh thôi đi. Làm ơn, đừng có cố kiểm soát tình cảm của người khác nữa. Tình cảm của anh có kiểm soát được không? Em yêu anh Lữ. Và em sẽ tiếp tục gặp anh ấy. Hương. Hương. Chị.
anh xin lỗi. Có lẽ Lạch đã sai thì anh đối xử với em và Trầm Hương như vậy. Không, anh đừng có nói vậy. Chính em mới phải là người xin lỗi anh. Tại em mới giận vậy. Em biết lúc anh giận thì anh la lên vậy thôi, chứ anh lúc nào cũng đối xử tốt với em hết trơn. Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Bởi vì em là một người tốt, em xứng đáng được như vậy. Biết không? Từ nhỏ đến giờ anh là người đàn ông đối xử tốt nhất với em á. Đăng, anh biết tôi là ai không? Có, Tuyết Tùng có giới thiệu anh với tôi rồi. Anh dám nói cái giọng đấy với tôi nữa à? Bỏ tay ra. Anh tin tôi đánh vỡ mặt anh ra không? Bạn, tôi bạn bè gì với anh? Tại sao anh lại nổi nóng như vậy? Tôi đâu có ép Tuyết Tùng lấy tôi. Chính cổ mới là người có quyền tự do quyết định. Anh im đi. Sao con người anh lại tầm thường đến như vậy? Thế nào là tầm thường? Anh có biết tôi chết đứng dưới đám cưới không? Xấu hổ với bao nhiêu người không? Hả? Tôi không tin những điều anh nói. Tôi cần phải nghe Tuyết Tùng nói. Tuyết Tùng đâu? Ok, tôi sẽ dắt anh đi gặp cổ. Mời anh. Tuyết Tùng, sao em lại làm như thế? Do em tự nguyện hay có ai đã xúi giục em? Em cũng biết nữa. Em xin lỗi anh. Anh có còn cơ hội đem ra khỏi đây không? Hay là đã quá muộn rồi? Anh nghĩ anh Đạt sẽ tha thứ cho em và sẵn sàng đưa em ra khỏi đây nếu em muốn. Biết yêu tình sẽ mong manh vì sẽ nỗi đau một lòng đẹp anh. Biết yêu là sẽ cho anh con tim hát lời yêu thương mãi mãi. Biết yêu tình sẽ mong manh, sẽ trái tim hướng dẫn lạc tình anh. Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh, em mang hết tình cho anh mãi mãi. Sự buồn trong đêm mưa rơi, nơi tình yêu chẳng giống như mình thường mơ. Ta gặp nhau nơi đất vàng, miền mang trời vàng, nơi bình yên và nỗi đau chờ đợi anh. Tình sẽ mong manh, tất cả sẽ nỗi đau một nào là tình anh. Biết yêu là sẽ cho anh con tim hết lời yêu thương mãi mãi. Biết yêu tình sẽ mong manh vì sẽ trái tim hướng dẫn là tình anh.
rồi sẽ qua nhanh em.